Xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã trở lại với channel của mình, và mình là Khánh. Thì nay mình sẽ tiếp tục quay cái game đó là Shadowfire 2 Nhật ký ngoài vũ trụ. Thì sau thời gian khá dài mình đã không đăng cái game này, phải nói là quá là dài luôn. Rồi, và lần này chúng ta sẽ vẫn tiếp tục như hồi trước, đó là đánh hết cái cây năng lượng thôi. Rồi, để mình cho các bạn xem trang bị của mình. Đó, thì những cái đồ ở đây mình đã nâng cấp hết cỡ luôn rồi nè. Rồi, riêng cái magic thì mình không có nâng bởi vì nó quá dở luôn. Mình nói thì đam thì to nhưng mà nó dở ẹc à. Rồi, và như lần trước thì chúng ta đã đánh đánh mấy cái linh tinh này, thì mình cũng đã giải quyết xong nó rồi để rút ngắn thời gian quay. Rồi, cái này cũng xong. Cái này thì mình cũng đánh xong luôn rồi, nhưng mà giờ nó có một cái thằng gì đó đặc biệt, đó nên là mình sẽ quay. À, thằng này mình đánh nó rồi mà ta, nhớ là vậy. Mình khoái nhất đánh chung mấy thằng này luôn. Đó, thấy không, né vào đã luôn. Ui, à mình bật nó. Yes, đơn giản. Thì sau một khoảng thời gian dài mình không chơi, mình tưởng đâu là chắc mấy cái kỹ năng ở trong này mình quên hết rồi, nhưng ai dè là vẫn còn nhớ đôi chút. Giờ cái game này mình biết là nó có rất nhiều cái lỗi về cái phím điều khiển. Nhiều lúc các bạn phải bấm mấy lần nó bắt đầu nó mới thực hiện, rất là ức chế. Đó, giống nãy nè. Shit. Trời, quên, tự nhiên nhảy. Coi mình né được gì cho các bạn xem không. Yes, đó, chất chưa? Đúng chất luôn. Nên mình khoái đánh với mấy thằng này lắm. Né vào đã luôn. Trời, ngu người rồi. Trời, cái không cần thì đi nhảy à, lại ngu người rồi. Ủa, nó có cây luôn kìa. Chết rồi. Thôi anh rất tiếc, nhưng anh phải giết chú thôi. Mình vừa được cái thành tích khỉ ho gì đó. Đâu để xem. Ôi. Rồi, nói nhiều quá. Thằng nào đây? Thằng nào nhìn cũng quen quen. Ồ, oh, chapter 3. Ồ, oh, may nè. May có cái đoạn đánh xong Shogun là cái... À không, đánh lại Shogun luôn. Đánh nguyên chùm, nguyên một chùm mấy thằng boss. Đó thì cái cổng nó mở ra thì phải. Xong rồi hút May vô. Xong bây giờ bà này biến thành cái khỉ gì rồi. Ok, đùm mờ. À, mình sẽ lên cây. Cái cây nó hồi máu khá là nhiều, khá thích. Rồi, lấy đồ. Xem trong vũ khí có gì. Oh shit. Rồi, phải download. Bật mạng lên. Trong trường hợp này nó rất dễ thoát ra game nha các bạn. Đó, biết ngay. Rồi, thôi chúng ta cố gắng chờ một chút. Bởi vì là nó lưu quá nhiều rồi. Mình đánh hơi bị dài cho nên là kiểu gì nó cũng bị vậy thôi. Chơi xong thì phải tắt mạng bởi vì nó dễ lại bị thoát. Ok, rồi tải chapter thôi, bố mày không mua gì hết. Và sau mùa hè vừa qua thì mình đã phát hiện ra là mình quên mất kế hoạch của mình. Đó là ngồi cày video để lấy kim cương. Lấy kim cương ở trong cái game này nè. Mua cái kiếm gì mà lưỡi nó đứt ra từng khúc á. Cây đó 500 kim cương lận. Nhưng mà mình lại quên mất, cho nên là mình mới có 25 mà. Rất là tiếc.
Thì do cái này là mình chơi không có hack cho nên là đánh nó hơi bị mệt một xíu. Các bạn cố gắng xem. Nhưng mà chơi không hack thì các bạn sẽ được trải nghiệm qua cái độ khó của cái game. Đồng thời là tăng cái khả năng kinh nghiệm chiến đấu trong game này của các bạn. Nói chung là về độ linh hoạt với lại xử lý nhanh ấy. Chứ các bạn mà cứ hack kim cương rồi mua đồ xong rồi nâng full hết lên thì nó mạnh quá rồi đánh nó hơi bị chán. Rồi coi trong này có gì, sao nhạc tắt rồi. Tí vô nó có, ồ á, cây này xịn vậy mà. Cây này hình như phun lửa đúng không? Mình đọc cái từ thấy súng nè, ồ vũ khí súng. Rồi cây phun lửa là mua được, cây búa này mua được. Cây này bắn cung nè, mình rất thích cây này luôn, một trong số những cây mình thích. Fuck thiệt chứ, không được mua. Dây cao su. Rồi móng điện, yeah, không đủ cái này. Coi áo giáp có gì mới, đẹp hơn xíu. Cũng là mấy cái cùi xịt này thôi. Đồ vũ trụ giờ mặc vô chả thấy có gì đặc biệt hết. Nón trời chất ha, chả có gì đặc biệt. Phi tiêu rồi, cái gì đây, chắc mình mua phi tiêu đi. Rồi order rất là lâu. Vậy mình sẽ để dành mua cái vũ khí trước để quay cho các bạn luôn. Đây ghê ra, nhìn bự bự ấy. Chiêu gì đấy? Mà mấy chiêu là toàn kim cương không à, rất khốn nạn. Hay. Rồi, nói chung magic mình chả cần dùng. Thì sơ qua là đồ mới nó như vậy. Coi Titan là sao bị cấm này. Hai này khó rồi. Mình đánh thử một trận ha. Thằng gì nhìn ghê vậy? Toàn quái vật không à? Cứ fight đi. Chụp lại. Như mấy con mới là mình phải chụp. Ồ đây vùng mới nè. Sói nó cầm búa kìa các bạn. Ồ cái này đánh ngược. Chết cha rồi. Thử thách. Thử thách. Cái này là thử thách. Sao chơi ba? Ồ, hơi khó. Trời, nó đã mạnh rồi. Mình lại còn phải đánh ngược nữa các bạn. Mất dạy thiệt. Tao sẽ chơi bài nhây với mày. Ồ, nhạc khá là hay ha. Trời. À, hóa ra chỉ có thế thôi, có gì đâu. Các bạn có thể thấy cái magic như cục cước á các bạn. Thôi phải chơi nhây rồi. Không thể đánh đàng hoàng được. Yeah. Bởi vì trời, á một ván thôi, hên quá. Rồi. Xịt. Rồi điện thoại mình nó đang báo là pin yếu thì các bạn chờ mình một xíu ha. Đây lại lấy đồ sạc cái. Thank you.
Rồi, và mình đã trở lại. Fuck, tự nhiên pin lại yếu nhỉ. Rồi, ok. Rồi, rất xin lỗi các bạn vì quên mất là trường hợp này có thể xảy ra mà mình đã không phòng tránh trước. Nãy mình thấy pin nó nhiều mà ta. Rồi, chỉnh lại cái. Rồi, ok, đánh tiếp. Rồi. Chung là bây giờ cái này là mình không chơi được rồi á. Thử thách là nó hơi ghê rồi. Phải đánh những cái thường. The fuck. Rồi xuống phun lửa. Cái cây đó phun lửa. Mày tuổi gì? Tuổi gì? Tuổi gì? Tuổi. Trời. Mình chưa coi combo nữa hả? Rồi thanh niên quá yếu. Không đủ tuổi để đánh với anh nha. Chú hơi bị kém. Ui rồi. Thế ghê vậy. Có nhiều thế ta. Ôi trời, nó đánh lửa rồi. Trong chơi game này các bạn phải dùng nhiều cái tư thế nó gọi là đẹp mắt thì nó mới hay được. Đó, chứ không phải là lúc nào thấy một cái lợi mạnh của nó thì cứ xài cái chiêu đó hoài thì nó hơi bị chán. Những trường hợp gọi là bắt buộc thì mới nên xài thôi. Rồi, incense. Coi. Mua cái vũ khí mới cái. Nhưng mà zip nó bỏ đi. Nhìn chán. Rồi, ok, mua cây này order. Finish luôn. Vì để các bạn được xem nên mình sẽ hy sinh số kim cương của mình. Cùng lắm là 5 cái video, không có gì đâu. Rồi. Ồ, phun lửa nè. Ghê nhỉ. Bố mày lại sợ quá. Rồi, cây năng lượng còn 2, con này mới nữa. Không biết thằng vừa rồi mình chụp chưa. Như quên chụp rồi. Hy vọng được gặp lại. Ô cái cục. Ủa, đánh giống cái côn ta. Ồ, cái này là cái côn. Mà sao nó ngắn quá, mình không quen. Chứ rồi, mình quên cách đánh côn rồi. Lạ nhỉ. Hơi nhớ thôi nha. Xem combo cái này coi. Trời, bấm nó không đá kìa. Trời ơi. Côn thì kém quá. Đó, các bạn thấy không? Rất là nhiều cái lỗi trong game này nha. Giờ phối hợp đòn nó cũng ngu người. Ủa, tôi có bấm đâu. Đờ mơ. Không ngồi không đánh gì á. Rồi quảng cáo quảng kiết chết cha quên. Mình lại quên tắt mạng. Mình mà không tắt là tí nó hack game. Rồi bây giờ còn một một năng lượng. À trời ơi, nó đầy lên lại kìa. Ông này nữa. Lắm. Mình đã cây vì mình không có cái cây đó rồi. Thấy nào vác cây này cực kỳ ghét luôn. Cực ghét luôn, thề. Mà tiền đâu ra giàu ba. Ba có vũ khí ba đánh hoài luôn. Đó, ngu người quá mà.
chứ cái dây điện đang cắm sạc cho nên là dây điện nó cứ đụng vô tay mình, máy nó hơi bị rung. Ba bấm rồi, lúc không cần thì nó không đánh. Cha nó, cái gì vậy? Lúc người ta bấm nó không đánh đâu, lúc không cần nó tự làm cái gì vậy? Bố mày quỳ luôn. Làm gì á? Làm gì á? Làm gì á? Làm gì á? Vớ vẩn này thì khoe đồ xịn này. Bố mày nghèo là bố mày tức rồi, mình chọc bố. Đá đấm. Wow, có nữa. Đậu. Cái thằng khốn nó chơi phóng vi tiêu rồi xong magic. Nha, à, thiệt. Thôi đúng ngu người. To cái gì đâu đếch quan tâm, cứ đánh đi. Tại thằng khốn nó chơi đểu với bố mày đánh ngu luôn. Rồi mình phải tiếp cận gần thằng này. Khiếp. Nè, cây nó thì đánh đúng dài luôn. Lại còn phi tiêu nữa, mày chơi mất dạy vậy con. Họ chơi đúng mất dạy luôn kìa. Mày phải trừng phạt nó. Chém cái cụ nồi. Mày thì nhảy vô bố. Không được. Đá nào. Đấy, thấy không? Linh hoạt. Những cây nó cầm đúng ngầu luôn các bạn. Để lên vai các kiểu đà điểu. Ơi mày chơi mất dạy mày. Cha nó. Cái cây dài thấy tía luôn. Nó y như là cái lưỡi liềm loại 2 á. Cái lưỡi liềm đánh có khi không ngon bằng nó luôn. Ủa, bấm lùi đấm nó đi làm cái gì ấy. Rồi thắng, thế đơn giản thôi. Nói chung là do thanh niên này chơi đểu, chả có gì hay ho đâu. Mình là trình nó sẵn nó như vậy. Nói chung là phong độ là tạm thời, còn đẳng cấp là mãi mãi nha. Chúng mày đừng đùa bố mày. Rồi thì đây, mình đã hết năng lượng rồi. Thì nếu thấy hay các bạn hãy like, share, subscribe để ủng hộ cho channel của mình. Ở đây là Shadow Fight 2, Nhật ký ngoài vũ trụ, phần bao nhiêu mình không nhớ nữa. Nhưng mà hôm nay là có khá nhiều cái nó xảy ra làm cho mình gọi là trục trặc về vấn đề quay. Thì mong các bạn thông cảm. Rồi.